Chào mừng các em đến với kênh Thời Liêm cho bài giảng. Hôm nay thầy hướng dẫn các em làm bài tập trong sách bài tập địa lý lớp 6, sách chuyên chờ sáng tạo nha. Trong lúc xem bài giảng của Thời Liêm liên quan tới quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thời Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập bài số 8 thực hành xác định phương hướng ngoài thực tế. Giờ trước hết mình sẽ làm câu số 1. Em hãy trình bày một số cách để xác định phương hướng ngoài thực tế. Giờ như vậy mình nhớ là một số cách xác định phương hướng ngoài thực tế thì mình có thể là quan sát chim bay. Chim di cư theo mùa. Mùa đông thì sẽ chim bay về hướng này. Nên như vậy là hướng mà chim bay về thì chính là hướng này để tránh chi. Còn mùa hè thì chim bay về hướng bắc. Hoặc là mình có thể quan sát qua hướng dương thì mình thấy là qua hướng dương sẽ quay về phía mặt trời mọc, có nghĩa là hướng đông. Hoặc là mình có thể sử dụng la bàn, đúng không? Hoặc là mình có thể ứng dụng la bàn trên điện thoại của mình, đúng không? Mình có thể xác định bằng các ngôi sao. Ví dụ mình có thể quan sát bằng sao bắt đầu hoặc là gọi là sao bắc cực, đúng không? Hoặc là mình sẽ có thể xem hướng bóng độ khi trình ảnh. Thì ngày xưa người ta ứng dụng bóng độ để người ta thiết kế một cái đồng hồ mặt trời, đúng không? Thì dựa vào bóng độ khi người ta biết được là mấy giờ, đúng không? Giờ như vậy là thầy sẽ trả lời câu số 1 nha. Một số cách để xác định phương hướng ngoài thực tế thì mình có thể quan sát chim bay, đúng không? Chim di cư theo mùa. Mùa đông thì xưa chim bay về hướng nam để tránh rét. Mùa hạ thì chim bay về hướng bắc. Hoặc là mình có thể là xem hướng của quang hướng dương. Thì mình thấy là quang hướng dương thường quay về phía mặt trời mọc. Hoặc là mình có thể xác định bằng la bàn. Mình có thể sử dụng la bàn cầm tay hoặc la bàn mình cài ứng dụng la bàn trên điện thoại thông minh cũng được. Hoặc là mình xác định bằng các ngôi sao trên trời, đặc biệt là mình có thể quan sát sao bắc đảo hay còn gọi là sao bắc cực, đúng không? Hoặc là mình có thể quan xem hướng bóng độ trên khi trời này, đúng không? Thì ngày xưa người ta ứng dụng cái bóng độ này để người ta chế tạo cái đồng hồ mặt trời, đúng không? Dựa vào bóng độ thì người ta biết được chính xác là mấy giờ. Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 2. Giờ tiếp theo là câu số 2, phải phân tròn chữ cái ứng với ý đúng. Câu số 1. Mặt trời mọc ở hướng nào? Hướng bắc, hướng nam, hướng đông hay hướng tây? Mình nhớ là mặt trời mọc sẽ là hướng đông. Vì sao? Vì mình nhớ là trái đất của mình sẽ quay theo hướng từ tây sang đông. Như có nghĩa là mình đứng trên trái đất thì mình sẽ thấy là mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây, đúng không? Như vậy câu số 1 A, mình sẽ chọn đáp án câu số 1, mình sẽ chọn đáp án C nhé, đúng không? Tiếp theo sẽ là câu số 2, mặt trời lặn ở hướng nào? Mình nhớ là mặt trời mọc ở hướng đông thì sẽ lặn ở hướng tây, là do trái đất của mình quay từ tây sang đông. Khi mình đứng trên trái đất thì mình sẽ thấy mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây nha. Như vậy câu số 2 mình sẽ chọn đáp án D. Tiếp theo là câu số 3. Kim chỉ hướng bắc trên la bàn thường được sơn màu gì? Giờ người ta cho mình 4 đáp án nhé. Đáp án A là màu đỏ, đáp án B là màu xanh, đáp án C là màu vàng và đáp án D là màu trắng. Mình nhớ là kim chỉ hướng bắc trên la bàn thường được sơn màu đỏ, đúng không? Còn kim chỉ hướng nam thì người ta sơn màu xanh hoặc là màu trắng nha. Như vậy câu số 3 mình sẽ chọn đáp án A, chính là màu đỏ nha. Vì màu đỏ thì người ta sẽ dễ nhận diện, dễ quan sát hơn, đúng không? Giờ như mình xong câu số 3 mình sẽ qua tiếp câu số 4. Giờ tiếp theo là câu số 4, kim chỉ hướng nam trên la bàn được thường được sơn màu gì? Như là kim chỉ hướng bắc thì sơn màu đỏ, còn kim chỉ hướng nam thì thường người ta tô sơn màu xanh, đúng không? Như là câu số 4 mình sẽ chọn đáp án B, chính là màu xanh nhé. Đó là hai màu cơ bản, đúng không? Giờ tiếp theo là câu số 5, dựa vào hình 8.2 trong sách giáo khoa, hãy cho biết là hướng chính đang thể hiện trên la bàn
của điện thoại là hướng nào. Giờ bây giờ mình sẽ xem lại hình 8.2 trong sách giáo khoa. Giờ mình sẽ biết chính xác là hướng chính đang thể hiện trên la bàn của điện thoại là hướng nào nhé. Giờ bây giờ mình sẽ xem lại hình 8.2 trong sách giáo khoa. Đây là hình 8.2 trong sách giáo khoa la bàn trên điện thoại không minh. Thì mình thấy là ở đây là hướng, đây là hướng đông, hướng bắc, hướng nam và hướng tây. Như vậy ở đây người ta điện thoại đang chỉ là 68 độ đông, đúng không? Có nghĩa là hướng đông nha. Và người cầm điện thoại này đang ở tọa độ là 10 độ 45 phút và 48 giây bắc, 106 độ 40 phút và 56 giây đông ở thành phố Hồ Chí Minh, độ cao là 10 mét so với mực nước biển đúng không? Giờ như vậy là xem hình xong mình trả lời chính là hướng đông đúng không? Như câu số 5 mình sẽ trả đáp án C, chính là hướng đông 68 độ đông. Đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 5. Giờ như vậy mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy giảng dễ hiểu bấm khích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nha. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.